Mày tới chưa? Nhanh lên. Có việc gì gấp thế anh? Mày đi cùng anh giao gói hàng. Hàng gì? Đà. Đi bằng gì anh? Xuống đường gọi taxi đi cho tiện. Kéo đi quá! Nắm xuống! Đưa hai tay đầu! Nắm xuống! Nhanh! Nắm xuống! Kéo đi! Kéo đi! Anh mau khai ra, số ma túy này anh lấy ở đâu, mang đi đâu, thằng đi cùng tên là gì? Mày điên hay mày cấm mày? Nói! Chúng tôi là công an ma túy của tỉnh Hưng Hòa. Mau khai, chúng tôi còn xem xét. Em chốt dại lần đầu, mấy anh tha cho em. Cái ba lô này của mày hay của đằng kia? Nói! Là của tôi. Người kia không liên quan gì hết. Thằng đó tên gì? Tại sao đi với mày? Không biết. Mày nói không? Nói! Tôi đã nói rồi, số hàng này là của tôi, người kia không có liên quan. Khát nước quá, cho tôi xin cốc nước. Chúng mày đi xuống, cứ đứng bên ngoài thôi, nghe xem nó nói cái gì. Dạ, em biết rồi đại ca.
Quân ơi, anh Quân ơi, anh có làm sao không? Anh không sao. Em xử lý bọn nó rồi.